làm việc nhà tôi. Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cái thay cái bơm trợ lực nha các bạn. Bây giờ cái bơm trợ lực này nó hư rồi, bây giờ mình mới mua cái bơm mới về. Bây giờ mình kiểm tra coi nó có trùng với cái khớp với cái đường vô nè, cái đường ra đây, coi có khớp không. Nếu khớp thì mình vẫn giữ nguyên, mình cứ việc mình tháo hai con ốc này ra, xong rồi là mình gắp cái mới vô, mà hình như là cái hình đó mình đi với nó hình nó tương tự nha các bạn, hình giống rồi đó. Giờ mình thử mình mở ra coi nó tình hình nó làm sao. Nó giống thì mình mở ra mình gắp vô, giờ mà hình như cái mặt ram ở trên không có, cái này cái mặt ram ở trên nó có. Mình để cho mình trình tự mình gắp cái nào thì mình chia sẻ cho các bạn, để cho mình thay cho thuận tiện cho nó dễ nha các bạn. Giờ mình tiến hành mình cắt cái thùng ra đây. Mình cắt ra, mình lấy khui ra. Mình hỏi gì đấy hả? Ồ, nó làm bên nó ông biết. Đó, bây giờ mình mở ra nha các bạn. Đó, cái bơm nè. Này là cái rúp B mà mình giờ mình xài ở trên đây, là mình không sử dụng cái rúp B này. Đó, các bạn nhìn cho kỹ, cái đường này là cái đường vô nha các bạn. Cái đường này là cái đường ra. Đó, cái bơm mới mình mua gì ở đây? Là cái bơm này bơm Trung Quốc. Made in China. Bây giờ mình tiến hành mình khóa cái van nước này lại. Đó, rồi mình mới mở hai con bù long này ra nha. Đó, bây giờ mình mở ra nha các bạn. Trước khi mình mở mình phải khóa cái van nước lại để nó chảy, mà cái cục nó cũng còn nhiều nước nè. Đó, mình mở tới hai con bên đây ra rồi nha các bạn, rời rồi rồi nha. Tới tiếp tục mình mở bên đây. Bây giờ bên đây 12, bên đây 13. Lộn rồi. Đây, tiếp tục mình mở bên đây ra. Rồi bây giờ mình gỡ cái nút này ra. Này bảo vệ đừng cho bụi vô nha các bạn. Đó. Rồi mình mới mở bên đây luôn. Bây giờ mình phải trước mắt á, cái mặt này là cái rúp B nha các bạn. Cái này là cái rúp B của bơm trợ lực nha. Mình phải mở cái này ra luôn. Mình mở cái này ra mình mới dặn cái mặt ram này vô. Mà mình muốn dặn cho nó dễ, mình phải mở hai con bù lon này ra luôn. Mình mới dặn quấn cao su non trở lại nha. Đó, trình tự mình phải làm cho có cao su non, chứ nếu mà mình làm mà mình ở cái cũ mình dặn ra mình không quấn cao su non vô cái mà chỗ cái mặt răng này nè, là nó không sẽ kín, nó không có ấy, nó nhiễu hoài luôn đó. Đó, bây giờ mình mở ra mình lấy ra nha các bạn. Được mà chế hơi lâu thôi, mua đồ gì chế được, cái bộ xả của ra ngoài đó, nước ra ngoài đó. bán chậu rửa hiểu rồi, cái bộ xả của chậu rửa đó cô rồi biết biết rồi biết rồi biết rồi hiểu rồi, để chứ nữa làm luôn cho. Bây giờ lo cái vụ này đi. Bây giờ mình dặn cái này ra luôn nha các bạn. Đó, rồi mình mới lắp cái inox này của cái bơm này mới nè vô, mình dặn ra rồi quấn cao su non lại nó qua ráp ra rồi mở ra sao mình ráp y vậy thôi. Mà mình nên để ý cái nào nó giống thì mình làm theo, cái nào không giống thì mình phải chế biến mới được, chứ không phải là mình y y được đó. Bây giờ mình phải quấn cao su non thêm cái này đó, mình mới quấn vô xong mình mới dặn tiếp tục này vô nha, quấn lại nha. Đó, dặn lại vô đó mà chắc này nó nhẹ te à. Bây giờ mình quấn cao su non thêm rồi mình mới ráp vô. Bây giờ cái cuộn cao su non mình nên cầm như vậy nha các bạn. Mình quấn vô chiều này. Đó, mình quấn lật ngửa cuộn cao su non ra. Đó, mình để lật ngửa cái cuộn cao su non vậy đi. Là mình trong lúc mình quấn là mình vừa xả cái cuộn cao su non ra là nó quấn vô cái chiều này luôn. Chiều dặn vô nha các bạn, đừng có quấn tháo ngược cái chiều ra nha. Đó, mình nên quấn vậy nè. Đó, rồi bên đây mình chỉ cho các bạn tiếp tục xử lý cái bên đây luôn. Cái bên đây nó hơi khó nha.
đó, mình quấn xong rồi mình khoan dặn cái này vô, từ từ hả dặn. Bây giờ mình xử lý bên đây, tiếp tục bên đây. Bên đây là cái mặt ram, bên đây cái ống răng, cái mặt ram. Ở bên đây nó không có cái mặt ram nha các bạn. Bây giờ mình phải quấn cao su non dây, mình dặn cái mặt ram này ra, dặn mặt ram này ra xong rồi mình sẽ quấn cao su non đàng hoàng. Mình sẽ cầm cái máy bơm mình dặn ra, mà mình muốn dặn ra thì mình phải cái khoảng trống này nè, nó xa là mình phải kéo ra đây nha các bạn, kéo nhẹ nhẹ nương nương thôi, dễ gãy ống mình xài lâu ngày rồi nó giòn á, nó dễ gãy, thì mình phải kéo bên đây, kéo bên đây mình mới dặn được nha. Đó, bây giờ mình dặn qua đây nó bị cấn nha các bạn, mình dặn cái này ra được nè, đây mình dặn ra cho nó bờ đỡ cản nha, mình dặn đàng hoàng vô rồi mình hả dặn vô cho lại. Mà trong đây các bạn có nhớ có cái xin nè, để nó rớt cái xin nha các bạn. Đó, mình để dặn qua đây nó được chống một lỗ rồi nè, mình để này ra đi đi. Đó, cái mình dặn cái bơm vòng vòng đi. Nè, ở đây mình không nên cắt cái này ra nha các bạn, cắt ra thì rất dễ, mà mình cố tình mình để cho nguyên đi để mình làm sửa tới sửa lui mất công á. Đó, mình dặn motor vô, chịu khó mình canh vô ngay cái răng á, mình dặn nó vô. Đó, vậy thôi, mình chịu khó mình chim nó qua chim nó lại đi, mình dặn vậy thôi. Mà các bạn nên nhớ là khi mình mở ra cái đồ cũ rồi đó, mình phải quấn cao su non vô, chứ đừng có nên mà để nguyên đó mà dặn thì nó sẽ còn rỉ nha các bạn. Y gan đây là mình dặn, mình quấn cao su non rồi nè, đó mình đã cố định cái đường ra xong rồi. Bây giờ mình sẽ dặn bên cái mặt ram này cho đường vô nha các bạn. Đó, mình dặn vô bình thường thôi. Xong mình nhớ để cái miếng ron vô nha các bạn. Đó, để vô đây. Xong mình mới cố định bằng hai con ốc đây, đây hai con bù lon trắng trắng nè. Đây dặn vô đây nè. Đó, bây giờ mình phải xuyên bên đây qua. Đó, mình mới dặn bên đây có cái bên răng, có răng bên đây là mình xuyên qua lỗ này nè, mình dặn vô nha. Rồi sắp xong rồi các bạn ơi, bây giờ mình dặn hai cái con bộ mà vô cái xác vô. Rồi xong nha các bạn. Đó, cứng luôn, mình kiểm tra lại bên đây coi. Rồi cứng luôn. Đó, bây giờ mình dặn cái bầu tăng áp vô nha các bạn, nhớ kiểm tra cái ron nha, đừng có để rớt cái con nha các bạn. Đó, cái ron cái xin đó đó. Đó, cái xin đó đó. Đó, bây giờ mình dặn vô. Mình tháo ra sao thì mình dặn lại y gian vậy thôi, không sao hết trơn. Đừng có bỏ quên thôi, đừng có bỏ quên cái xin bỏ ngoài thôi. Bây giờ mình tiến hành mình mở van ra. Đó, cũng dây điện bây giờ nằm đây đây. Bây giờ mình mở thôi. Mở ra mình gắp lại, mình gắm vỗ điện cũ hồi xưa, cái bơm cũ thôi. Đó, xả dây cho thẳng đàng hoàng. Rồi, như này mình cái ghim này đây nằm đây luôn. Ghim đây đi, mình chưa ghim điện ở trong nhà. Giờ mình kiểm tra mấy đường nước lại. Thì bên đây nó bị xúc rồi, nó nghiêng nữa rồi. Đó, mình phải vệ sinh nha các bạn. Vệ sinh trong đây ra, lấy đồ lau rồi vệ sinh cho nó sạch mới được. Đó, mình mới tha keo, mình mới dán ống này vô lại mới được nha. Chứ mình đừng có làm ở ổ nó xì chết á. Đó, bây giờ mình lau khô, dùng đồ lau mình lau khô nha các bạn. Đó, bây giờ mình mới để keo vô đây nè. Mình mới nhỏ vô chỗ đó, rồi mình mới thoa mới được. Đó, có keo đó nha. Đó, mình mới dùng tay thôi chứ mình đừng có làm mà sơ sơ là không được đâu. Đó, rồi bên đây mình mới thoa keo bên đây luôn. Đó. Đó, mình thoa cho nó kỹ nha các bạn, chẳng thành nó dơ tay nha. Đừng có mà ẩu ẩu là nó bị xì đó, mà lúc này là lúc trước nó không ăn keo nè. Không ăn keo khung đó. Đó, bây giờ mình mới gắn vô. Đó. Vậy đi đó, nó ngang ngang vậy đi. Rồi. Tiếp tục mình thoa keo đây với mình dán vô ống này nha.
Bây giờ đi đi làm ống nước mà bà này bắt kêu thầy không mấy ông ơi, các bạn ơi, khổ ghê. Thầy sửa ống nước luôn hết rồi là hiệp sửa điện nước rồi. Đó, hiệp sửa nước bị mất kênh nha các bạn, có gì mình vô mình đăng ký dùm cái kênh kỹ sư miệt vườn nha các bạn. Đây mình ở vùng quê mà. Kỹ sư miệt vườn đi cho dễ sống hơn rồi kỹ sư ở thành. Đó, mình hai về đàng hoàng nha. Làm gì cho bà con cho chắc ăn chăng, chắc ăn thì bà con mình kêu mình làm hoài gì đâu, chứ mình làm ẩu ẩu thì sao có công việc làm. Đó, tự mình nuôi mình hay là mà tự mình đập cái nồi cơm của mình vô cũng vô mình thôi. Rồi xong rồi các bạn ơi, bây giờ mình lại mình thử máy nha các bạn. Đó, mở khóa ra nha các bạn. Đó, mở khóa nước ra. Mở van ra. Bây giờ mình bật CB lên đi. Mình ghim điện vô. À, chưa có điện nha, mình bật CB nha các bạn. Mình làm gì rất an toàn nha các bạn. Mình nếu gì mình rút ra cũng dễ nữa. Đó, mình bây giờ mình bật CB lên. Đó, cái bơm này nó có cái relay thời gian. Đó, nó chạy rồi đó. Đó, vậy nha các bạn, phát lên nè. Đó, bơm chịu lực nó vậy đó. Hiệp cũng xin tạm dừng video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của Hiệp một lần nữa. Hiệp xin cảm ơn, xin chào, bye bye. Hẹn gặp lại bà con cô bác video sau. Bye bye.